Mở đầu camera nóng hôm nay là đoạn clip ghi lại một tình huống khá kỳ quặc của một tài xế xe ô tô, khiến cho nhiều người xem nín thở vì độ nguy hiểm có thể xảy ra. Theo clip, một người đàn ông kéo theo chậu lửa cháy ngùn ngụt đi vòng quanh chiếc xe ô tô. Sau đó, anh này dừng lại và nhảy qua nhảy lại trên chiếc chậu để đốt dưới giải đen theo niềm tin trong dân gian. Hành vi của người đàn ông không những bị chê mê tín mà còn khiến người xem lo lắng xảy ra quả cháy nổ.